Dah. Dah. Runcing ah.
Nhóm đã lộ bóng nhóm. Đã mà phê chỗ chư nhóm ngươm. Để dừng đốt chư thế sân. Để đua mà tô ra việc. Bà ta nè. Nhóm đua gì? Với nhóm bạ chân chi em không? Ừ. Bi lô tại vì cho huyền cho đá bỏ nhẹ quá nhẹ. Chờ hả nè. Nhóm đua mà tô bạ chân chi em. Tôi chết tập bạc là tiền. Ồ, hiền thế, khai nhé. Khởi nhớ cái mấy nhóm bạ. Bong bỏ nhóm bạ chưa. À chờ ơn cất bộ trong mà cho ơn khuôn. Chọt non tiền. Vì bây đầu. Mà đây ơn cái mấy nhóm. Cất bạ. Bạ chờ ơn. Chờ ơn bạ bẹp trên đất sọ. Tiền tròn. Pit khẹt nhau mà nhựa tiền cho mới pit. Pit cái tiền trâm riêng tay nhựa tiền trâm kia cất trạng. Thả ưu cất sợi lỡ. À tiền chân vì là ha. Chia là ha cho bốn con đài gọi là bị trừ. Gặp ưu rồi phía rồi thì bây giờ thì đây bảo là những đạo đấy cho đôi thực hình. Và chẳng ăn bây cái đậm dưới nó vì cả lạch chẳng còn ai dưới. Vì cả lạch tập xây. Ôi là cái nạn này. Nhi con ai thì bây đông. Vì cả lạch nó nói. Tại vì chẳng nghệ bạn nó về ăn trượt thì ở tân trượt thì chúng đã ra mong mà đã đấy hiện nay về là bay khai dù à đây dù dù hay bạn ta đỏ về vì chỉ bị đỏ lan cho dù dạ mà mẹ khác cái miên đôi địch mẹ khác cái đang sạt ở riêng tới bạn đã đạn nó về đỏ ăn miên đôi tại đỏ nhom nhôm tay xuôi miệng băng cây cơ đó liệu có ao lá hệ tâu bất tuân thả đai miên thì lục rú đi phùng để hiên thơ ao thì ta tiệt mò pi chưn thôi lưỡi đi bị sợi kêu để miệng băng cây cơ đó tập ban nào vậy miệng tập ban niệm miên chúng ta chứ tiệt này cái nào vậy nhôm nơi đẹp này để những ban tập quân niệm tập tiếng xoài lời tập biển sơn này ó tập cái này vậy nhé bài biển sơn này dương nồng bờ lời cái này chất chất đi đấy chưa ba chất thiên này nên chừng cái miền đấy xoay là kêu xoay là pram mơn xoay là mùi mơn chưa áp sàng kìa nhóc chưa áp là bọn môi là bọn cỏ bọn môi là bọn rơi bọn nhóm là bọn pi bọn pi rơi ạ thà bây giờ khi thử bắn môn xong mà chết bị bắn bí nơi chung ai chết em sẽ là riêng để cho hân xa anh lúc trẻ lại để cho hân xa em có thông nó này đừng có thông nó hơn khu sẽ là phá rộng tao lần chết mặc lô ra hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.